ngửi mùi sa tế là thèm ăn lẩu. Bữa nay ăn lẩu với Tuấn nha. Nắng quá trời, ngò nè, chôm chôm. Còn con thì mua sa tế tôm với chinh su. Hôm nay thì mình nấu món là vịt sa tế tôm. Đúng rồi. À nhưng mà khoan đi, rồi con vịt đâu? Để ngoài chợ. Má lo má ngồi tám với mấy bà ngoài ngoại. Thấy mồ chưa? Rồi một chút ổng không trả lương cho hai má con mình. Ê, nhắc lương mới nhớ. Có nghe tin tin đâu mà lương. Mình nghỉ nóng. Cũng 2 tháng trời rồi, thiếu lương của hai má con mình đó. Mình làm bữa nay là nghỉ, không làm nữa. Ủa hai đứa? Không có. Ây da, trời nắng nóng quá. Sao hai đứa không quét dọn sân đi cho sạch sẽ. Rồi coi dọn bếp nút rồi lát nấu nữa. Bữa nay tự nhiên mệt ngang. Tụi con đình công rồi chú ơi. Sao đình công? Không làm nữa. Không thấy. À, bây giờ về. Lát nữa xong ở đây mình về bên kia mình ăn đám cưới. Thì làm xong đi rồi chú trả tiền cho. Thôi trả tiền trước đi, chứ đi đám cưới người ta mà không bỏ thiệp vô trước làm sao dám. Thôi, vô 2 tháng trước thì chú cũng nói y chang vậy đó, giờ có đồng bạc nào đâu. Ô, nghĩ đi, tội nấu cái nấu con cũng mượn tía con đi làm nè. Hôm qua chú nói là hôm nay nấu lẩu vịt sa tế. Thì thấy sa tế, thấy khoai môn có nè, rồi con vịt đâu? Vịt hả? Ừ. Vịt đâu má? Tiền đâu nữa mà mua vịt? Đúng rồi, tiền đâu tụi con đi mua vịt? Ra móc hết túi rồi, không có tiền nữa. Thì mua ghi sổ. Trời ơi, cái sổ của con hả, bây giờ nó dài như số điện của con hàng tháng vậy đó. Mấy bà ngoài kia là quen mặt hai mẹ con hết rồi. Giờ tao không cho hiếu nữa chú ơi. Quá trời. Thôi nghỉ nấu đi chú ơi. Hai đứa ngồi đi đi, để chú giải quyết cho. Chú giải quyết nha. Còn cái chôm chôm này á, bỏ vô đây luôn, cũng là tiền đó. Rồi lương có trả không chú? Đình công hả, cho đình luôn, tôi thử làm. Điêu đi mua con vịt, cuối cùng á Tuấn phải chạy ra chợ lấy. Hai đứa này nó giỏi lắm cả nhà ơi. Vịt làm sạch và chặt cục vừa ăn, rồi Tuấn nêm hạt nêm, nước mắm, đường, rồi xả cắt lát. Cuối cùng là cho một hũ sa tế tôm chinh su vào ướp. Trước khi cho vào thì cả nhà nhớ lắc điều lên nha. Trộn điều lên rồi cho thịt qua bên, cho thấm điều gia vị nha. Phi hành xả cho thơm, mà cho thơm chứ không phải cho khét nha. Cho sa tế tôm chinh su vào xào. Mỗi lần nghe mùi sa tế tôm là thèm ăn đồ nướng, thèm lẩu liền à. Cho nên đó là lý do có món lẩu vịt sa tế hôm nay đó. Xào thịt vịt săn lại thì cho nước dừa vào, nấu cho sôi và thịt vịt mềm, Tuấn cho nấm đông cô vào nữa. Nồi lẩu của Tuấn bao ngọt nước luôn, nhưng sẽ hơi cay nha, vì Tuấn cho tổng cộng tới 2 hũ sa tế tôm luôn. Nêm nếm vừa ăn rồi Tuấn tranh thủ chiên thêm dĩa khoai môn lát chấm từng ớt. À, chú ơi, chứ có gì cho con phụ không? À, hết rồi, cần. Cái gì chị đó đó? Dạ nó có đâu thì tụi con vô phụ chú thôi. À, khỏi thật khỏi. Dọn chén nha chú. À, không cần luôn. À, mọi người muốn đi về cứ về thoải mái đi. Tụi con nói chơi thôi mà, chứ làm sao tụi con về được. Phải không, ăn miếng rồi về. Dạ, phải không? Ăn ăn thì có, ăn thì rồi, có. Dọn chén ra rồi đem cái dĩa rau ra. Ok, để còn dọn chén. Ok. Ăn xong rồi về phải không? Dạ. Rồi. Mẹ lớn cám ơi. Con biết rồi. Mời hai đứa ăn cái lẩu vịt sa tế nha. Dạ dạ. Ăn xong rồi hai đứa nghỉ luôn đi. À, chú đã mướn được Nhi rồi. À, Nhi chấp nhận là làm việc rồi khi nào trả lương cũng được, phải không Nhi? Dạ. Rồi, rồi. Hai đứa ăn đi nha. Má không gấp cho con cái này nè. Mình ăn cái này đi, mình chấm với chân ớt. Cái này nó giòn nó ngon. Ừ, đúng ăn rồi, sao? Khoan, đưa đây. Ừ, cũng ngon nha. Chấm rất là hợp luôn. Nhi. Dạ. Mời con. À, mình cứ để bên đây đi. Dạ rồi. Đó, ok. Rồi, chẳng. Ngon quá. Ngon quá chú ơi. Má con mình làm hồi đó giờ có khi nào mà chú nâng chú đưa cho mình ăn đâu. Chưa hề. Chưa hề luôn. Nè, ăn nhiều vô nghe. Ừ. Cứ từ từ mà ăn. Tướng nó ngon quá. Con có bữa nay nha. Ồ, trời ơi.